Cao Thái Sơn đã gặp những khó khăn gì với lần comeback này? Khi mà Sơn quay MV Lệ Phí Cuộc Đời ấy, thì nó có quá nhiều những cái điều mà mình phải trải qua. Như tất cả các bạn cũng đã biết là bài hit của mình bị mua mất này. Rồi ai cũng nghĩ rằng là cánh cửa của Cao Thái Sơn đã đóng cửa hết lại, sẽ không còn thể đi biểu diễn được nữa. Rồi mọi người đã nghĩ rằng là Sơn sẽ không có khả năng để quay trở lại với âm nhạc nữa. Thì đó, đấy là những cái câu nói mà tất cả mọi người đều nghĩ tới. Và khi mà Sơn nhận được những bài hát của nhạc sĩ Đông Thiên Đức như là Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả này, Chẳng Sao Cả, và bây giờ là Lệ Phí Cuộc Đời, thì dường như đó là một cái gì đó rất là đặc biệt. Nó đánh vào cái tâm thức của Sơn, đó chính là trong cuộc đời ai cũng sẽ có những cái lúc thăng trầm. Mình sẽ có những lúc mà mình sẽ gây ra một điều tổn thương cho người khác, và thậm chí người khác làm tổn thương mình. Thế nhưng mà khi mà mình biết yêu thương và tha thứ, mình biết tha lỗi cho bản thân mình, tha lỗi cho tất cả những gì người khác đã làm cho mình, và thậm chí là mình tha thứ, mình nhận bản thân mình đã từng gây cho họ những điều tổn thương, tức là mình dám chịu trách nhiệm, thì lúc đó Sơn đã nghĩ ra nội dung của bài thông điệp bài này là yêu thương và tha thứ. Tất cả những cái thông điệp đó liên quan đến xã hội, về mối quan hệ, về gia đình, về anh em, thậm chí là về các cái mối quan hệ đi làm, thì nó là một cái gì đó, nó là của chung của tất cả xã hội mình đang phải đối diện. Thì Sơn thấy là khi mà mình đã từng rất là buồn, chìm đắm trong rượu, chỉ có thích uống rượu, và cứ mỗi lúc uống rượu là mình có thể mình muốn khủng khiếp lắm. Từ Việt Nam cho tới Mỹ cho tới tất cả các nơi, thì mọi người đều biết là Sơn trước kia từng uống rượu rất là nhiều. Thì khi mà mình chạm cái nỗi đau đấy và mình tổn thương rất là nhiều, mình luôn luôn trách là tại sao người ta lại bán bài hát của mình, tại sao người ta lại mua mất bài mình, thì lúc đấy thì Sơn mới nhận ra rằng là tất cả nó xuất phát từ mình hết. Mình đã từng gây ra một cái gì đó trong quá khứ, và mình bây giờ phải thay đổi. Đó là mình nhận lỗi, mình biết yêu thương, mình biết xin lỗi, mình biết chịu trách nhiệm. Và đến ngày hôm nay khi mà Sơn nhận được ra điều đó thì con đường của Sơn mở rộng, bài hit quay trở về, giọng hát của mình thay đổi. Như tất cả các bạn cũng đã nghe live những cái đoạn Sơn Linh hát những cái nốt bậc 6 như pha 6, thì đó là một điều rất là vui, vì khi mà Sơn tập trung vào âm nhạc của mình, không còn quan tâm đến những cái câu chuyện xung quanh nữa, và mình đã khiến cho cái sự nghiệp âm nhạc của mình bữa nay có nhiều điều thú vị hơn để khán giả có thể cảm nhận. Rất là nhiều người đã hoài nghi về cái khả năng live lên những nốt bậc 6 như thế, thì hôm nay Sơn đã chứng minh được rằng là Sơn có thể lên được những nốt như vậy. Giai đoạn anh bị mất một loạt ca khúc hit, anh có gặp trực tiếp người đã lấy hit để đối thoại? Không. Sơn chỉ có nói chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và ngay thời điểm gần đây nhất thì nhà Trung có một câu chuyện buồn là mẹ Trung mất, thì Sơn cũng ghé thăm để mà thắp hương. Thì đó là một điều mà Sơn có thể chia sẻ sớm nhất. Sơn cũng hy vọng một ngày nào đấy khi được ngồi với Trung, khi mà Trung đã qua cái câu chuyện của gia đình, có thể trở lại cuộc sống bình thường, thì lúc đấy Sơn với Trung sẽ ngồi lại, biết đâu lúc đấy sẽ có những tác phẩm hay viết về cuộc sống, viết về tình yêu. Bản thân anh có trách nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung? Hồi xưa thì có, nhưng bây giờ thì không. Tại vì mình biết là mình cũng là một nguyên nhân. Và khi họ có những cái hành động nào đó thì nó đều có lý do của nó, và Sơn chấp nhận. Cho nên là lúc đấy Sơn mới có bài hát mang tên Chẳng Sao Cả của Đông Thiên Đức. Không sao cả, ai hát cũng được, thoải mái. Ai cover cũng được, thoải mái. Vì mình biết là mình chắc chắn mình sẽ là một cái người có thể lan tỏa những điều trong cuộc sống. Và Sơn tin rằng là khi mà mình đã hiểu từ Chẳng Sao Cả, nghĩa là lòng mình rất là nhẹ nhàng. Nhạc của Cao Thái Sơn được hát karaoke rất nhiều, nhưng với lần comeback này bài hát quá cao, anh có dự tính cho một phiên bản khác phù hợp hơn cho khán giả? Đây là một ca khúc rất khó, cực kỳ khó. Ngay cả những người ví dụ như Sơn, lâu năm trong nghề, hay là những chuyên gia giảng viên thanh nhạc, là những người đồng hành cùng Sơn ấy, thì khi mà tập ca khúc này lên những cái quãng cao đấy thì thực sự nó là một cái thách đố. Thứ nhất là về kỹ thuật, về bản lĩnh, sức khỏe, về sự rèn luyện,
Tại vì khi mà lên những cái nốt đấy, nó có thể đứt dây thanh quản bất cứ lúc nào, nếu như mình không cẩn thận. Thì đấy là một cái mạo hiểm. Đối với Sơn thì Sơn cũng thế. Sơn khi mà hát những ca khúc như thế này ấy, thì mình sẽ lựa chọn một cái an toàn nhất cho mình. Đó chính là mình hát, có thể là mình sẽ lên những cái quãng gọi là quãng 5 thôi, là trong khả năng của mình vẫn có thể xử lý tốt. Còn khi mà lên quãng 6 thì nó rất là khó. Thì khi mà Sơn ra mắt bài hát này thì Sơn đã chuẩn bị những bản karaoke hạ 2 tông dành cho khán giả để có thể hát karaoke. Thì Sơn tin là mọi người vẫn có thể hát được. Còn đối với Sơn, khi mà Sơn muốn quay trở lại với một điểm nhấn, một dấu ấn nào đấy, thì chắc chắn là mình phải là một Cao Thầy Sơn của 2024, khác với 20 năm trước, thời kỳ Sao Mai Điểm Hẹn. Và bây giờ mình là một ông bố bỉm sữa, nhưng mình vẫn đầy nỗ lực và mình vẫn có thể hát những ca khúc hay dành tặng cho khán giả mang tính cộng đồng.